Kính chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái chia sẻ về việc cá lóc nướng trui, nướng than ha, cá lóc nướng than thì lột da, chấm muối ớt, thì nguyên liệu gồm là cá lóc đồng cỡ cổ tay thôi ha, cỡ cổ tay là vừa, đừng bự quá thì nướng sẽ lâu và nó cũng hơi khó chín. Còn liên còn nếu ngược lại ngon hơn, lớn hơn nữa là nửa ký vẫn nướng được nha. Đó. Thứ hai nữa là phải có bếp than dĩ, và cái nguyên liệu quan trọng nữa là muối ớt, là muối muối hột, ớt đỏ và một ít bột ngọt, và chanh thì phải là chanh giấy. Thì đây là cái bếp và chúng ta sẽ đưa lên để nướng. Đầu tiên hết không cần cái dĩ đâu ha, chúng ta sẽ đốt nướng khui da, thì chúng ta lụi con cá như vậy, chúng ta cứ để lên lửa hồng, để lửa hồng cho nó cháy xém da ha, cho nó cháy xém hết da, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là lột da là nướng này là sẽ vẫn là giữ độ ngọt của con cá, nhưng mà nó không có cái màu cháy đen của cái da cá ha, và thịt nó sẽ rất là thơm và ngọt. Đây là cái kỹ thuật của nhiều bà con cũng chưa biết, nhưng mà này là của tôi đã tự thực tế làm nhiều lần. Chúng ta sẽ nướng da. Chúng ta nên trở cho đều đều cho nó cháy da, cho nó tương đối đều, và nó cháy cái này và nó giòn tróc là chúng ta lột được ha. Chúng ta trở đều ra tránh trường hợp nó cháy quá lố. Nướng trở da cho đều. Anh làm gì vừa anh? Anh làm quá nó gãy luôn á ngang anh. Trong thời gian nướng thì chúng ta sẽ chuẩn bị là những cái lá sen. Lá sen hoặc là lá của lá môn để cho héo, tương đối héo. Để hồi chúng ta lót cái thịt cá ha. Và chuẩn bị rau sống là vừa. Đó, giờ chúng ta sẽ trở. Mình để góc bên này đi. Đây mình lột từ từ mà anh. Lâu quá. Vậy thì trong thời gian này có thể ở trong nhà sẽ là lặt rau, rau thơm, rau rồm là cái rau húng nhũi, quế, hoặc là cái diếp cá, cái salad, vân vân. Và nếu mà coi miếng hẹ và cái làm cái nước chấm là muối ớt. Muối ớt thì ngon nhất là vẫn là muối hột quý vị ạ. Muối hột hay là muối bạc liêu đó. Thì rồi sau đó chúng ta dùng ớt cay, ớt đỏ cay. Chúng ta đâm và để một miếng bột ngọt. Và chanh là phải là chanh giấy, chanh truyền thống á, chanh mà có gai hung đó. Mà nặng lên rất là thơm và cái độ chua của nó đó rất là chua, nhưng ngược lại là có vị thanh rất là ngon. Thì tới giờ này tôi vẫn thần tượng là tôi vẫn thích là cái chanh giấy hơn đó. Nhưng mình về mình lựa thay lột da được ha, mình đứng đều con giữa này mình sẽ lột da. Và để tăng thêm kích thích đó, cho cái bà con á, lúc nướng á là khi lột da rồi á, là chúng ta sẽ để cái da này vô, để da này vô trong cái bếp luôn cho nó cháy lên, thì cái mùi cháy của nó đó rất là ấn tượng. Rất là ấn tượng. Thì giúp cho cái kích thích cái tiêu hóa, mùi hương sẽ kích thích tiêu hóa và nước bọt của cái người nướng cũng như những người xung quanh, làm cho cái món ăn cho nên là được chờ đợi nó nhiều hơn và nó lôi cuốn hơn khi ăn ha. Và này là nướng rồi thì ăn liền thì nó sẽ hay hơn. Thì bên cạnh đó, nếu mà ví dụ quý vị muốn ăn cái này kẹp với rau sống, bánh tráng thì cần phải có một miếng chuối chát và cái trái khế chua sắc mỏng, kẹp với trái khóm cũng đừng nên là quá chín, trái khóm cũng còn vừa chuyển mình thôi, thì chúng ta sẽ ăn nó sẽ ngon hơn đó. Thì rồi khi chúng ta đốt cháy tương đối vậy nè,
chúng ta sẽ tiến hành lột. Thì khi nó lột về ha, nó đã tróc rất là lạ. Để ngoài luôn đi, để nắng quá ha. Nè mình lột da ha, này nó hơi hơi khô luôn rồi nè. Chúng ta sẽ lột từ cái trên da lưng này, ta lột xuống. Rồi này là hơi quá rồi anh đất dê, cháy da luôn rồi. Nè thấy không, lột như vậy nè là vừa nè. Thì đây này là do lo nói chuyện nè, thấy không? Nó lột nó không đều nè. Giờ chúng nhắc lại nha, để tăng cái vấn đề cái khẩu vị cũng như cái mùi cái kích thích, chúng ta nên lột xong rồi chúng ta nên để vào trong cái lò luôn, cho nó cháy da này luôn là nó thơm lên, cái mùi thơm nó sẽ rất là quyến rũ nha. Đây thấy không, cái gì thấy không, này này đốt hơi quá lố rồi ha, lột da nó không đẹp không nữa. Nếu mà lột vừa đó nó da sẽ trắng tươi như thế này đó. Nhưng mà này lột hơi khó nữa chứ nó đúng ra là lột rất là đẹp rồi nha. Rồi chúng ta sẽ lột cái con này đó nè, chúng ta lột từ trên lưng lột xuống ha. Đó, da nó sẽ tróc như này, để giỏ vô trong cái lò cho nó cháy lên. Đây là vừa lúc đang lột thì vừa nhìn cái thịt nó trắng trắng ngần đẹp, vừa ngửi cái mùi của cái da nó cháy thì nó sẽ rất là thơm và nó kích thích con người ta. À, mình có thể gỡ luôn cái kỳ này trên luôn nè, đó gỡ kỳ trên luôn ha. Đấy, da nó sẽ trắng trong như thế này. Đó, đã lột ra, thơm quá, thiệt là đã, đó, thấy chưa, thấy trắng không, trắng đẹp không. Và một hồi khi chúng ta nướng á, thì nó sẽ vàng ngính, vàng ươm, nó rất là ngon, đó, thấy không, đó. Thấy chưa? Rồi, khi chúng ta đã lột xong thì cá nó sẽ trong như thế này. Thì cái ưu điểm của con này thứ nhất là nó không có bị cái da đen, mà nhiều người thì có khái niệm là nướng bị cháy da là nghĩa là dẫn đến dễ bị ung thư hoặc là ăn nó đắng, thì chúng ta lột những cái da như vậy thì nó sẽ giúp cho vấn đề là giải quyết được vấn đề đó ha. Đó, nó không bị da đen, nó không bị đắng. Thì khi để trên bếp á, là hạn chế là để thẳng trên dĩ, thì khi chúng ta đã lột da rồi thì cái lớp da này vẫn còn nó hơi ướt và nó dễ rất là dễ dính, cho nên là nếu để trên dĩ á, thì nó sẽ dính cái dĩ sắt và ăn có thể là nó không an toàn hoặc là nó sẽ bị lột da, nó không còn đẹp nữa. Cho nên chúng ta phải dùng cái cây tươi, dùng cây sậy, cây tre, cây nứa gì đó, cái trúc gì đó, chúng ta lót giữ đít để cho đỡ cái đuôi cá và nó trơn, nó không ít dính ha, ít dính. Đó là cái ý nghĩa của cái này. Giờ chúng ta dùng lửa than là than liu riu được rồi. Nó lúc đốt để đốt da thì có thể dùng cái than nó, lửa nó hơi mạnh. Nhưng mà sau khi chúng ta lột rồi thì cái than cũng đã vừa tàn, đã chín đều rồi. Thì chúng ta có thể dùng cái than này để nướng từ từ cho nó chín đều. Ha, để cho chín đều. Và nó không có bị khét. Nó chín luôn cho tới ruột ở trong. Thì rau tự nhiên thì có thể những món như sau. Nhất là lá cách, thứ hai nữa là cái cây bột giấm, cái này có thể nấu lẩu đồ cũng ngon, ăn sống cũng chua chua ngọt ngọt. Và cái đậu rồng, đậu rồng tự nhiên, cái này là cái rau cần ống tự nhiên, và một ít trái ớt, miếng chanh và cái đậu đũa này, đậu đũa tím nha, giòn ngọt. Rất là êm, rất là ngon. Và cũng không thể nào thiếu được một chén mứa ớt đã được đánh đâm và đánh quậy lên như này ha. À, rồi khi đã nướng cá xong nó sẽ vàng ươm như này ha, cận cảnh vàng ươm như này đó. Vậy thì chúng ta thấy không, nó không bị đen, nó cũng không có bị đắng. Rồi chúng ta sẽ test ra vậy nè, test từ trên này nè nha. Ồ, nóng quá, ui nóng quá, thơm nè, khói bay thấy không, đó ngon không, đó thấy không, thịt trắng đẹp đó như thế này, thấy không, cái gì thơm ha, cho nó chấm.